Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, chiều ngày thứ Ba 19 tháng 12, Thượng viện Quốc hội đã có một buổi bỏ phiếu quan trọng trong việc thông qua cải cách thuế quan trọng nhất trong 30 năm qua và Tổng thống Trump đã sẵn sàng cho dự luật được ký vào ngày thứ Tư. Cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện với kết quả là 227 đồng ý và 203 phiếu chống đã giúp cho con đường của Cộng hòa về cải tổ thuế theo lời của Tổng thống Trump đến gần hơn bao giờ hết. Theo nguồn phân tích, sự cải tổ này sẽ mang lại cho nước Mỹ 1.5 nghìn tỷ đô la thâm hụt ngân sách trong một thập niên tới vì giảm thuế do doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình trong năm sau, nhưng lại tăng số tiền đóng thuế trong 8 năm sắp tới. Phía Dân Chủ chỉ trích và cho rằng đây là cải cách thuế có lợi cho người giàu vì chưa chắc các doanh nghiệp sẽ mướn thêm công nhân hay trở về Mỹ sau khi được ủng hộ. Theo đó, giảm thuế cho doanh nghiệp là vĩnh viễn và luật thuế sẽ có hiệu lực vào tháng 1 sắp tới. Tin từ Hawaii, Bộ trưởng Tư pháp Hawaii nói rằng sẽ chạy đua vào Quốc hội vì các lệnh cấm nhập cư. Bộ trưởng Tư pháp Hawaii là Douglas Chin đã và đang chống lại lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump và các chính sách khác trong năm qua, đã thông báo ông sẽ chạy đua vào Quốc hội Hoa Kỳ. Chin là thành viên của Đảng Dân Chủ, đã thông báo là ông sẽ chạy đua vào Quốc hội Hoa Kỳ về những cuộc chiến pháp lý đối với chính sách của Tòa Bạch Ốc. Trước khi Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức, Chin và 5 luật sư khác đã yêu cầu Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ chối đề cử dân biểu Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp. Ông Chin nói rằng những giá trị của Hawaii đã tồn tại trong hàng thập kỷ đang bị tấn công theo nhiều cách khác nhau, bắt đầu bằng lệnh cấm nhập cư và sau đó là cấm những người chuyển giới hoặc con cái của những người nhập cư phục vụ quân đội. Chin đã kiện tất cả các lệnh cấm nhập cư và gọi đó là biện pháp phân biệt đối xử với người Hồi giáo. Chin đã nhiều lần ngăn chặn những hành động của chính quyền Tổng thống Trump. Hawaii đã lập luận rằng lệnh cấm phân biệt dựa trên quốc tịch và ngăn không cho cư dân Hawaii tiếp nhận các cuộc thăm viếng của họ ở các quốc gia Hồi giáo chủ yếu bị cấm. Douglas Chin, gốc người Trung Quốc, nhập cư đến Hoa Kỳ vào năm 1950. Bố của ông là thông dịch viên cho Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Bắc Hàn. Tin từ Minnesota, cảnh sát Minnesota đã bắn bị thương một người đàn ông có vũ trang trong một phòng phỏng vấn tại Minnesota City Hall vào thứ Hai tuần qua. Cảnh sát trưởng là Medaria Andrado cho biết người đàn ông đang được phỏng vấn bởi sở cảnh sát Minnesota bắt đầu tự làm bản thân đau đớn. Các sĩ quan cảnh sát đã cố gắng trấn áp người đàn ông nhưng cuối cùng buộc phải nổ súng. Báo cáo vụ việc cho thấy phòng phỏng vấn là vị trí của các đơn vị điều tra nơi xảy ra vụ việc. Cảnh sát tại Minnesota nói rằng vụ việc đã được khống chế và không có mối đe dọa đối với người dân. Người đàn ông bị thương được đưa tới trung tâm y tế của Minnesota và chưa rõ tình trạng như thế nào. Cảnh sát đã thu giữ được video ghi lại những gì xảy ra trong vụ việc. Phòng tội phạm hình sự của tiểu bang đang tiến hành điều tra vụ việc. Tin từ Texas, kết án phần tử ISIS muốn đặt bom ở các trung tâm mua sắm ở Texas. Các nhà điều tra cho biết người đàn ông tị nạn đến từ Iraq muốn đặt bom tại hai trung tâm mua sắm ở Houston đã bị kết án 16 năm tù vì giúp đỡ mạng lưới khủng bố của nhà nước Hồi giáo. Omar Ahadan, 25 tuổi, bị kết án tại tòa án liên bang Houston. Ông đã nhận tội khi cố gắng cung cấp và hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định, đặc biệt là ISIS. Một nhân viên của FBI đã làm chứng rằng Al-Hadan đã nói với một người cung cấp thông tin của FBI, ông ta muốn đặt bom ở hai trung tâm tại Houston và kích nổ chúng từ xa bằng điện thoại di động. Các công tố viên cho rằng Al-Hadan đang phối hợp với một người tị nạn Iraq khác ở California. Họ nói rằng hai người đàn ông đã nói về việc chế tạo vũ khí và cuối cùng là đi đến Syria để chiến đấu bên cạnh nhà nước Hồi giáo. Thẩm phán tòa án Hoa Kỳ là Lynn Hughes đã phán quyết bản án cho Al-Hadan và anh ta sẽ bị giam giữ trong suốt quãng đời còn lại. Tìm thấy thi thể của hai người đàn ông trong vụ chìm tàu, các thợ lặn của Ủy ban Cảnh sát tiểu bang Massachusetts đã tìm thấy xác của hai thủy thủ bị mất tích. Những người trên tàu đánh cá bị chìm gần Nantucket vào đầu tháng này. Cảnh sát tiểu bang nói rằng thợ lặn đã thu hồi các thi thể của Jonathan Sarava và Michael Roberts vào thứ Hai vừa qua từ chiếc tàu chìm. Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ chiếc
Misty Blue dài 69 feet vào ngày 4 tháng 12. Một chiếc thuyền đánh cá gần đó đã giải cứu được 2 trong số 4 thành viên của tàu. Nguyên nhân chìm tàu vẫn đang được tiến hành điều tra. Một ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà ở Brooklyn đã giết chết một bà mẹ và 3 đứa con. Sở cứu hỏa đã nói rằng các quan chức cứu hỏa đã xác định ngọn lửa là vô tình. Những người hàng xóm cho biết gia đình đó đã đốt một ngọn nến theo phong cách người Do Thái. Người mẹ tên là Aliza Azan được tìm thấy đã chết trên tầng 2 của ngôi nhà gần những đứa trẻ bị thiệt mạng, là 3 trẻ 11 tuổi, 7 tuổi và 3 tuổi. Cha của những đứa trẻ và 2 thanh thiếu niên đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngọn lửa được phát hiện vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng tại khu vực Vịnh ở Brooklyn. Ủy ban phòng chống chữa cháy là Daniel Nicole cho biết cha của những đứa trẻ đã cứu 2 đứa trẻ lớn khỏi ngọn lửa và bị bỏng nghiêm trọng khi cố gắng quay lại ngôi nhà đang cháy. Thị trưởng Bill DiBasso kêu gọi mọi người thận trọng với đồ trang trí, đèn điện, nến và máy sưởi trong những ngày tháng mùa đông và những ngày lễ hội. Vân Anh vừa gửi đến quý vị một vài bản tin ngắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.